Vâng, được câu Hải Hậu Fishing xin kính chào toàn thể anh chị em 54 câu cá. Bây giờ nó vừa mới về một cái lô máy ngang anh em nhá. Có bao gồm có duy nhất một con máy tay trái thôi. Còn tất cả đều là máy tay phải anh em nhá. Máy tay phải. Con kia là của hãng Ryobi Nhật Bản. Tất cả máy ở đây đều là máy Nhật bãi anh em nhá. Tất cả máy Nhật bãi đều là máy in Japan hết. Thì có 5 con Shimano và một con Ryobi. Con này là tay trái này. Đó, 6 con nha anh em nhá. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng trực tiếp vào hai số điện thoại 0945629282 0974170791. Anh em có thể comment mã số kèm số điện thoại ở bên dưới bình luận, em sẽ liên hệ lại với cả anh em. Đó. Thì những con máy này ấy, thì em không biết làm mấy bảo dưỡng máy ngang nhá. Em chỉ lau chùi qua thôi, anh em về thì tự bảo dưỡng nhá. Em ấy em sẽ bán rẻ cho anh em. Hả? Đây nào? Đèn con này. Cái đèn con đèn ở đây có một đèn đâu? Đèn ở đây có một đèn đâu? Qua mày cầm về đây à? Tiếp theo chuyện kéo này. Đây là một con đầu tiên nhá. Đây là con Scorpion, Shimano Scorpion này. Này nó có xước nha em nhá. Nó xước này. Đó, xước Shimano Scorpion. Scorpion Metanium XT. Đấy, hoạt động hoàn hảo hết, thắng FPS nha anh em nhé. Đó, này. Mấy con này là mấy con máy đời cao, có điều nó cũ thôi. Nó cũ nên là em sẽ bán rẻ cho anh em. Siêu rẻ, giá rẻ bất ngờ. Con máy này máy tay phải nha anh em nhé. Đó, Made in Japan. Còn hoạt động tất cả đều ok hết. Con máy này là giá 700. Tất cả những con tay phải này là đều là 700.000 trên một con anh em nhé. Đây là con Scorpion Metanium MG. Con này còn ngon hơn cả con này. Con này chắc chắn là bên trong này, bên trong cái chỗ spool này nó có cát nên là nó mới xè như này, cát. Đó, cũng 700.000 anh em nhé, cũng 700.000. Đây là con Scorpion 1500, máy tay phải, mã số 3123 này. Đó, Made in Japan luôn anh em nhé, tất cả những con máy đều đây đều là Japan nha anh em nhé. Mấy con máy này nó chỉ bị xước thôi, còn nó không bị làm sao cả. Tất cả đều hoạt động ok hết này. Con này cũng là một con máy ngang này. Spool quay tít thò. Japan. Biocap 400F. Đấy, cũng 700 luôn anh em nhé. Đây là cũng là một con Metanium XT này, Scorpion. Đó. Cũng 700 anh em nhá. Tất cả những cái con này đều là thắng FVF như thế này hết nhá. Đó. Đó. Thế nữa con cuối cùng thì là con này mới là máy tay trái anh em nhá. Nó cũng có xước nhưng mà hoạt động hoàn hảo hết, ok hết. Đó. Ryobi này. Đây là nó có cả thông số dây nó có nó ở trong này anh em nhá. Shadow spool. Dây 020.285 và được 100m. Đấy. Made in Japan này, mã code này. Con này thì có giá 1 triệu anh em nhá. Này có giá 1 triệu. Đó. Hết.
6 con, anh em cứ để mua hàng ngay số điện thoại 0946 292 82 0974 17 0791 nha. Anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Chào anh em.